Rồi, chào chú Đen ơi. À, chào chú Toàn ơi, dạ chào quý cô chú và anh chị em trong và ngoài nước. Thì lời đầu tiên trong video em cháu cũng xin mến chúc cho quý cô chú anh chị được thật nhiều sức khỏe và luôn luôn gặp được thật nhiều may mắn. Thì Đen cũng xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị trong thời gian qua để ủng hộ cho em cháu những clip vừa rồi, và Đen cũng rất mong quý cô chú anh chị ủng hộ cho Đen những clip tiếp theo. Đen xin chân thành cảm ơn rất là nhiều ạ. Thì hôm nay trở lại cái vườn mai nhà của Đen cô chú anh chị, mai xù Singapore. Thì em cháu xin vũ gặp một cây mà cách đây em cháu làm rễ cách đây cũng cỡ khoảng 2 tháng nghe cô chú anh chị. Thì cái số điện thoại của em cháu thì 0367447129, cũng là số Zalo cô chú anh chị ơi. Thì cái cây này em cháu làm rễ đây 2 tháng nè, hôm nay vũ ra cây nó ra như thế nào cô chú anh chị thăm lại cây. Cây này chắc giá thể mà chú Vũ nó lâu ra chắc tôi thấy là đế nó đặt đó chú Đen. Dạ. Thì cây này em cháu cũng đã làm rễ cách đây 2 tháng đó cô chú anh chị. Thì cái này, cái phần này thì nó mọc lên trên chùm rễ nó, tại vì cái cánh dừa mình để lên trên nó một lớp á, thành ra nó lên trên này nè, thành ra nó la ra thêm trên một lớp nữa. Nhưng mà lấy cái lớp dưới thì xài mới được. À, mình phải bỏ một lớp ha. Dạ. Rồi, tao sẽ quay gần lại cho quý chú anh chị các bạn xem ha, rõ ha. Tao còn thấy là rễ này gì đặc luôn á chú anh chị. Tại vì trong khi mình tưới nước á, ở trên nó mát, nó tác động nóng và lạnh thì nó sẽ ra rễ lớp lớp trên luôn. Theo mình làm mai mà làm rễ mà theo tháng nắng mình làm nó im, hay tháng tháng nào làm im chú Đen? Tháng mưa. Chú Toàn với cô chú anh chị mình ha, thì cái tháng mùa nắng thì tỷ lệ nó đạt rất là cao, phải 90% á. Còn cái mùa mưa thì tỷ lệ nó đạt tầm khoảng 70%, 60%, khi 80%, nó tùy theo cái lúc nắng lúc mưa nhiều á chú. Cũng như cô chú anh chị mình. Thì ở đây cô chú anh chị thì nó có bộ rễ nó ra tương đối là đồng đều hết vậy ha. Mình mới lật lên mình cắt cái khúc dưới, cắt cái lớp dưới. Cắt cái rễ cũ á cô chú anh chị, cái rễ cũ mà của nó trước kia đó. Thì mình cắt bỏ lấy lại bộ rễ mới ha. Thì em cháu cũng tạo nó thành một cái bộ rễ nó đồng dai ha. Giờ để em cháu vũ nha cô chú anh chị. Ở em cháu nhúng nước ha, cho cái bộ rễ nó sáng lên nha cô chú anh chị, mình dễ thấy hơn nha. Giờ em cháu xin phép để vũ nước cô chú anh chị. Ở đây chú Đen đã chuẩn bị cái thùng nước ha. Rễ rất là khủng với cô chú anh chị. Giáp hết, giáp mí hết cô chú anh chị. Rồi để chú Đen đem ra ngoài vũ cho nó khô nước, mình coi nó sẽ rõ hơn. Rồi. Thì em cháu nhúng nước xong ha, giờ đem cháu ấy lên để em cháu cắt bỏ cái phần rễ dưới ha cô chú anh chị. Dạ. Thí dụ mà rễ nào nó dài quá mình cắt bỏ bớt không hả chú Đen? Dạ được. Cái nào nó dài quá đó thì cô chú anh chị mình cũng có thể cắt bỏ bớt được cô chú anh chị ơi. Rồi sau đây chú Đen sẽ cắt cái bỏ rễ gìn giữ để mình lấy cái từng rễ trên. Nó bung ra đều hết nè chú, cây đều hết trơn ha, tức là rễ nó đều hết trơn. Trong thời gian làm rễ này chắc từ hồi mà mình khắc da bôi thuốc siêu kích rễ cho đến hình thành cái rễ này nó tầm khoảng mấy tháng chú Đen? Dạ 2 tháng ấy chứ. 2 tháng. Trong khi mình kích rễ tầm khoảng 15-20 ngày thì nó sẽ ra rễ ha. Dạ cả 15-20 ngày là ra rễ rồi chú ơi. Cô chú anh chị mình nè. Dạ cũng tùy bấm cái rễ dưới này bỏ rồi chú anh chị đó. Cũng tùy theo cái thời tiết nữa ha. Cây rễ rất là khủng luôn chú anh chị. Này cô chú anh chị, nó sẽ đều hết ha, đều do hết cô chú anh chị. Rồi thì lúc đó mình trồng cái cây mai này, mình làm rễ mình trồng chậu xe máy chú Đen. Dạ vô xe 8 chú, vì sau khi mình ra gì đó thì ra xe 9 nữa, cái bộ rễ nó sẽ đẹp hơn. Nó thẳng rễ hơn rất là nhiều. Cây này thì nữa ít nhất gì cây này thì điểm trung bình nó ra khoảng từ 15 cộng rễ đều ngang vai cô chú anh chị. Rễ nhiều quá treo quá mình cắt bỏ bớt ha chú. Dạ cắt bỏ bớt, bây giờ thì mình tạo trước là mình sẽ ngắt lần hết rồi. Tức là nó đã tương đối là ổn định rồi đó. Khi mà tới nữa nó hoàn thành cũng rễ lên thì nói chung là rễ nó sẽ đều, sửa lại cũng rất là dễ. Rồi khi mình xong vậy đó cô chú anh chị, thì mình cho vô cái chậu xi chín này cô chú anh chị. Chú nghe đi. Nó vô chậu cô chú anh chị. Thì những cái rễ dài á thì cô chú anh chị mình có quyền cắt bớt ha, tém lại nữa cho nó bộ rễ nó đồng dai đẹp hơn. Cái này cũng như mình cúp cung bê ha. Dạ, như cúp cung bê như hớt tóc vậy đó. Sao le thì coi nó không được đó. Thì xong rồi mình chải lên cô chú anh chị.
Thì cây này chú đang vừa làm, thì có quý cô chú anh chị các bạn nào có chốt cây này thì xin quý cô chú anh chị chụp màn hình gửi qua Zalo cho chú Đen giùm ha. Dạ tao cũng xin chân thành cảm ơn rất là nhiều ạ. Rồi khi mình để vô thì mình nắm cánh dừa lại cô chú anh chị ơi. Thì có một điều đặc biệt cô chú mình nên nhớ ha, tức là mình không có cho bộ rễ nằm sâu quá. Nằm sâu quá cái mùa mưa nước nhiều nó động thì cái bộ rễ nó sẽ bị suy, cái cây nó chậm phát triển. À, đôi khi nhầm khi nó bị quỷ rễ luôn á. Cô chú anh chị mình tức là cho cái mấy rễ này nó dưới cái bào mặt bầu này nè tầm khoảng một phân hoặc là 7-8 gem gì đó. Rồi khi đó mình để cắm dừa lên dừa mí này cô chú anh chị thì nước nó chùi ra. Có mưa thì chăng nước cũng chùi, nó không có động lại. Chứ nếu không thì nó động lại thì ở dưới cái bộ rễ nó sẽ bị suy nha cô chú anh chị, cây cũng chậm phát triển. Thì đây chú Đen giao lưu bán cây giống mà chú Đen chia sẻ cách mà trồng mai để không bị mất sức và có bộ đế nơm đẹp nha với cô chú anh chị. Cái vô bầu này cũng rất quan trọng nha cô chú anh chị. Nếu mà mình để cái bộ rễ nó sâu dưới quá thì khi mùa mưa đó nhiều quá thì nó sẽ bị ôi nước thì cái bộ rễ nó sẽ bị thối. Và cái khi mình vô bầu của chú anh chị thì cái giá thể này mình nên trộn chấu một mớ ha, một số chấu để hơn cái chất nước nó rõ hơn. Cái nếu không thôi thì cái bộ nước nó không rõ được á thì cái bộ rễ nó sẽ bị yếu đi. Mình trồng cái mai xong mình sẽ cắm cái cây cố định. Xong thì cô chú anh chị mình cắm cái cây rồi mình buộc lại. Lấy lông bè mình buộc lại cố định, khi mình để gió nó không bị lắc thì cây nó phát triển rất là dễ cô chú anh chị. Trong khi mà cây mới làm rễ gì mình đem vô mát tầm khoảng mấy ngày chú đây? Dạ khoảng tuần lễ thì cô chú anh chị mình nếu mình cắt xong sửa là gì nè. Thì cô chú anh chị mình để dưới bóng râm. Để là hao hoặc là có mấy hiên gì đó thì tầm khoảng 10 bữa hàng tuần lễ thì cô chú anh chị mình đem ra ngoài thì ok. Nhưng mà có một điều quan trọng cô chú anh chị, khi mình làm xong rồi đó thì Gidimin Gon hoặc anh cha con đó cô chú anh chị thuốc trừ nấm bệnh đó thì mình tưới từ trên gốc tưới xuống cái ha là nó ok. Cái bộ rễ mình khi mình sửa ra nó bị chày xước á thì mình sẽ để những thuốc diệt khuẩn tức là trừ nấm bệnh tưới vô. Thì những loại thuốc nào cũng được, thường ở đây em cháu thì dùng Gidimin Gon hoặc là anh cha con cô chú anh chị. Thì mình tưới vô thì cái bộ rễ nó vững thì cái cây nó sẽ cứng cáp, rồi mình để trong mát nữa thì cái thời gian 10 ngày sau đem ra ngoài thì cái cây thì cái sức sống nó rất là mạnh, 99% của chú anh chị. Còn nếu không thì đôi khi nó cũng bị si cây, cái cây nó cũng bị chậm lớn của chú anh chị. Thì cô chú anh chị ơi, vừa qua em cháu cũng làm cái cây mai sữa rễ mình đã làm cách đây 2 tháng thì hôm nay em cháu làm vừa xong thì em cháu cũng có xin giao lưu một số cây mai sữa rễ của Sù Nu Singapore của chú anh chị. Thì em cháu xin nhắc lại số điện thoại của mình là 0367447129 của chú anh chị, cũng là số Zalo. Thì hôm nay em cháu có giao lưu là 8 cặp của chú anh chị mai sữa rễ của Sù Nu Singapore ha. Thì em cháu cũng xin giới thiệu sơ về cái đặc điểm mai sù Singapore của chú anh chị. Thì trồng tầm 10 tới mười mấy tháng thì nó có hiện tượng lên nách sù ha. Còn cái mặt bông của nó thì cũng từ 6 tới 14 cánh tùy theo cây của chú anh chị. Thì ở đây em cháu có 8 cặp, cặp số 1, cặp này 16 cọng rễ của chú anh chị. 16 cọng rễ đều ngang dai của chú anh chị. Cây nó thì nó bằng đầu đĩa thuốc ha. Dạ cây bằng đầu đĩa thuốc. Thì cái cặp này thì 16 cọng rễ, cặp thì chi tàn rất là đều nha của chú anh chị. Thì chiều cao nó cỡ 6 tấc của chú anh chị. Từ 6 tới 7 tấc á. Cái này như cây số 1 của chú anh chị. Cây số 1, cặp số 1. Cây số 1 của cặp số 1 của chú anh chị. Đây cây số 2 của cặp số 1 của chú anh chị. Thì chi tàn tương đối là đều. Thì như cái cây này thì cũng có hiện tượng cái nách sù lên trắng nha cô chú anh chị. Cây mà lớn thì có đó, tại vì cái cây này cũng chín 10 tháng rồi nè. Nhưng mà trong chậu nó còn nhỏ thôi, nhưng mà cũng có hiện tượng lên nè. Rồi, cái cây này chiều cao cũng cỡ 6 tấc của chú anh chị ơi. Thì hai cây này chi tàn thì tương đối cũng là đẹp, đủ. Cặp này là 16 cộng rễ có dư cô chú anh chị ơi. Cặp này mình giao lưu với khách yêu chú đi. Dạ, cặp 16 cộng rễ này giao lưu cô chú anh chị là 1,2 triệu bao ship. Vậy rồi, bên đây là cặp số 1 nha quý cô chú anh chị. Quý cô chú anh chị các bạn mình thông cảm ha. Nãy chú Đen thì nghe điện thoại toàn tắt máy tí xíu ha. Dạ rồi, tiếp theo là cặp số 2 quý cô chú anh chị. Cặp số 2 cô chú anh chị, cặp số 2 cặp này 15 cộng rễ cô chú anh chị. Đều ngang dai rất là đẹp. Cái này thì chi tàn cũ nè cô chú anh chị. Này chiều cao cỡ 6 tấc ha chú. 6 tấc. Chiều cao có khoảng 5 tấc mấy 6 tấc. À cỡ 6 tấc cô chú anh chị, chi tàn đặc luôn ha. Đây bộ rễ cô chú anh chị. Thì cái thân nó thì tầm khoảng bự hơn cái đầu đũa, đầu bự hơn điếu thuốc của chú anh chị. Cái cây nó là nó đang có hiện tượng lên củ. Lên củ, cái này nó lên củ luôn rồi đó, nó u lên củ luôn rồi. Thì xù Singapore vậy đó cô chú anh chị ơi.
thì nó có lên củ ha, chứ nó xù nó tầm khoảng 10 tháng mấy tháng là có hiện tượng củ xù hết rồi. Cây số 1 cây cặp số 2 của mã số 2 của chú chị 15 công cây số 1 cặp số 2 tiếp theo là cây số 2 của chú chị, cây số 2 của cặp số 2 ha. Cây này thì bự cả hai đứa thuốc ạ. Hai đứa thuốc của chú anh chị ơi, bộ rễ đây đây 15 cộng rễ đều nghe cô chú anh chị. Cây nào nói chung là mai sườn Singapore cái trend của nó rất là mạnh, thì ví dụ cây bị lớn thì nó lên củ xù và nó lên củ rất là đẹp chú anh chị. Cây này chi cành lá đồ rất là khỏe ha. Này thì cặp này chi cành đều luôn cô chú anh chị. Cặp số 15 cộng rễ, cặp mã số 2 này đó là giao lưu là 1,1 triệu của chú anh chị bao ship. 1,1 triệu là bao ship luôn chú anh chị. Dạ, rồi tiếp theo là cặp số 3. Số 3 của chú anh chị. Cặp số 3 cây số 1. Cặp này chiều cao tầm khoảng là 6 tấc rưỡi. Cặp xương số cành 3 thì... cặp này thì chiều cao cỡ 6 tấc mấy 7 tấc của chú anh chị. Đây cái bộ rễ đây, rất là đẹp. Nhất đế là nhị tàng ha không chú đây. Nhất đế nhị thân tâm chi tứ diệt. Cặp này 15 cộng rễ của chú anh chị. Nói chung là cây nào cũng có củ hết. Số 2 15 cộng rễ. Cái này cỡ hơn 7 tấc ha chú. Cây số 1 cặp số 2 của cặp số 3 của chú anh chị. Cây số 2 của cái cặp số 3 đây cô chú anh chị. Tại thì mấy cây này chi tàng đều không cô chú anh chị. Bộ rễ thì cũng đều luôn, hết chê luôn. Tuyệt vời luôn. Cặp số 3 cô chú anh chị. Cặp số 3 này mã số 3 em cháu giao lưu là 1,1 triệu của cô chú anh chị, 15 cộng rễ. Cặp 1,1 triệu bao ship của chú anh chị. Tiếp theo là cặp số 4. Cặp số 4 của chú anh chị. Thì hiện tại toàn thấy chú đen và mực hiện tại đang làm mai sư rễ rất là phát triển như chị. Cặp số 4 cặp này 14 cộng rễ nghe cô chú anh chị. Cây chiều cao tầm khoảng 7 tấc. Cây cỡ 7 tấc. Đúng rồi, cỡ 7 tấc. Cặp này chiều cao 7 tấc của chú anh chị. Chi tàng đẹp ha. Rồi vô cái bộ rễ của cây số 1 của chú anh chị. 14 cộng rễ của chú anh chị. Đặc biệt là nó đang lên củ á, lên củ luôn, cây này lên củ rồi. Rồi cây số 1 của mã số 4 của chú anh chị. Cây số 2 của mã số 4 của chú anh chị. Này mình moi rễ chưa hết nha cô chú anh chị, moi lên là dữ lắm á. Qua quay ba moi cho nó đủ rễ thôi cô chú anh chị. Bự ra cái là dữ lắm. Cái này chú cắt bỏ rễ bớt lúc trước ha. Dạ. Rồi cặp này 1,1 triệu nè cô chú anh chị. 15 cộng rễ. Chú mốt đèn chú đèn bao ship tục á. 1,1 triệu của chú anh chị cặp mã số 4. Mã số 4 là 1 triệu. Cặp mã số 4 là 1,1 triệu của chú anh chị bao ship. Bao ship tục á. 14 cộng rễ. Dạ rồi tiếp theo là cặp số 5. Cặp số 5 13 cộng rễ của chú anh chị. Cây này chiều cao khoảng 6 tấc mấy. 6 tấc, 6 tấc mấy. Thì mấy cái này chi tàng thì tương đối là đều nghe cô chú anh chị. Có cây thì đặc tàng luôn, như cây này là hết chê luôn, là cứng tàng. Cây này cỡ 7 tấc. Thì mỗi cây trung bình cái thân cây thì cỡ bằng điếu thuốc đó cô chú anh chị. Cây số 1 cặp số 5. Dạ cây số 1 cặp số 5 của chú anh chị. Cây này nhiêu cộng rễ không chú đây? Dạ này 13 cộng rễ. 13 cộng rễ. Cây nó bằng đồng điếu thuốc, cái gốc bự hơn điếu thuốc, bằng điếu thuốc, bự hơn điếu thuốc, mỗi cây vậy đó. Rồi cây số 2 của mã số 6 của chú anh chị ơi. 13 cộng rễ. Nói chung là mỗi cây thì nó bự hơn đầu điếu thuốc hết cô chú anh chị. Rồi cặp này em cháu giao lưu là nãy là 1,1 triệu ha. Cặp này em cháu giao lưu là 900 cô chú anh chị. 900 13 cộng rễ là 900 bao ship. Tiếp theo là cặp số 6. Cặp số 6 cặp này 12 cộng rễ cô chú anh chị. Chiều cao là 6 tấc mấy, 7 tấc. Chiều cao cỡ 6 tấc mấy, 7 tấc. Xương cành thì nói chung là không đều không chú anh chị. Đây bộ rễ của cặp 12 cộng rễ của chú anh chị. Bự ra cái này. Đặt đế hết nghe cô chú anh chị. Nói chung là phía trên diện phía dưới nó lên nguyên một lớp để đặt ở phía dưới anh chú anh chị. Một lớp để đặt luôn. Cây số 1 của chú anh chị, cây số 1 của cái cặp số 6. Số 6. Tiếp theo cây số 2 cặp số 6. Cây số 2 cặp số 6. Cái này chiều cao cỡ 6 tấc của chú anh chị. Xương tàn thì đặt luôn, chi tàn cứng luôn. Đây bộ rễ nữa đây. Này là 12 cộng rễ nha cô chú anh chị.
Đế đều ngang vai luôn. À, cặp 12 cộng rễ này em cháu giao lưu là 800 ngàn của chú anh chị, bao ship. Bao ship toàn 800 bao ship. Giờ rồi tiếp theo mình qua cặp số 7. Cặp số 7 của chú anh chị. Cặp này 11 cộng rễ của chú anh chị. Số 7 của chú anh chị. Cặp này thì 11 cộng rễ đều ngang vai. Cặp này chiều cao khoảng 6 tấc ngoài. Dạ, cái sừng tính 6 tấc hay chứ? À, tính 6 tấc thôi. 6 tấc đi cô chú anh chị. Mà chi cành nó rất là đẹp. Rất là mạnh ha. Rồi đây cái bộ rễ của cây số 1 của mã số 7 nha cô chú anh chị. Cặp số 7 ha. Cặp mã số 7 cây số 1. Cây này thì 11 cộng rễ cô chú anh chị. Đến nhiều ngang dài. Cây nó bự hơn đầu được thú. Tiếp theo cây số 2 cặp số 7. Cây số 2 của cặp số 7 của chú anh chị. Cây này chi cành thì nói chung là rất đẹp không chú anh chị. Cây rất là khỏe ha. Cây này chi tàn được luôn, quyết luôn. 11 cộng rễ chứ ra 12, 13 tùy theo cây của chú anh chị. Từ dư rễ không à. Rồi, cặp số 7 này mình giao lưu nha. Rồi, cặp số 7 11 cộng rễ giao lưu giá là 700 cô chú anh chị, bao ship. 700 bao ship luôn. Tiếp theo là cặp số 8. Cặp số 8 cặp này 10 cộng rễ của chú anh chị. Này thì chi tàn đều luôn cô chú anh chị. Mỗi cây thì cây cao khoảng 5 tấc mấy, cây cao thì 6 tấc mấy ha. Cô chị ơi, cái cặp số 8 nha cô chú anh chị. Cặp này là 10 cộng rễ. Mã số 8 của chú anh chị 10 cộng rễ, cây này cao cỡ 6 tấc, 7 tấc. Còn cây bên kia thấp hơn ha. Cây này thì nó cỡ 5 tấc nha cô chú anh chị. Dạ. À, cái bộ rễ của cây số 1 của chú anh chị ơi. Rễ đều ngang dài nha chú anh chị. 10 cộng rễ của chú anh chị ơi. Cây số 2 của chú anh chị ơi. Cây số 2 cặp số 8. Cây số 2 của mã số 8 cặp số 8. Thấy cái này thì nó dợm lên nó xù hết của chú anh chị. Lên cũ lên nó xù lên hết ha. Rồi 10 cộng rễ cặp này em cháu giao lưu 600 của chú anh chị bao ship. 600 bao ship toàn quát luôn. Thì cô chú anh chị em cháu xin giao lưu 8 cặp mai sữa rễ của Sù Nu Singapore. Cái đây em cháu cũng xin giới thiệu cây con giống, cây cắt đuôi chuột và cây chưa cắt đuôi chuột của chú anh chị. Cây chưa cắt đuôi chuột của chú anh chị. Cao này thì nó cỡ 1 tấc ha. Thì tức là bộ đế tự nhiên á, chưa ai xử lý gì hết á. Thì cây này em cháu giao lưu là 12 ngàn. Với đơn hàng 300 ngàn thì em cháu bao ship của chú anh chị. Cây trung bình nó cao tầm khoảng bao nhiêu hả chú anh chị? Cỡ 1 tấc á chú. Thì trung bình thì cỡ 10 đi. Mình bán thì mình lấy từ 10 ăn lên không à. Dạ mình lựa những cái đẹp ha. Dạ thì kể như từ 10 cây ăn lên á, 10 cm tức từng tấc ăn lên. Có khi như mấy cây này thì nó tầm cũng cỡ khoảng tấc 2, tấc 3, tấc rưỡi đó chú, nó tùy theo cây. Dạ. Có cây này cũng vậy, có cây như mấy cây này cỡ tấc rưỡi nè. Thì mình bán thì mình lựa mấy cái cây nè, cỡ gan cũng có nè. Thì cái lô này lô sao ha. Dạ lô sao thì lô này bán cây 12 ngàn chưa cắt đuôi chuột cô chú anh chị. Dạ. Thì cô chú anh chị nào mua với đơn hàng 50 cây thì em cháu sẽ bao ship. Và em cháu sẽ đơn hàng 300 ngàn em cháu bao ship. Mua 50 cây em cháu tặng một chai thuốc kích rễ của chú anh chị. Thì khi mà có tặng chai thuốc kích rễ của chú anh chị có mua nhớ nhắc giùm. Chứ đâu khi mua cô chú anh chị mua 50 cây không kêu tặng thuốc kích rễ thì ra em cháu không có, em cháu không có tặng á. Chứ đâu khi nó quên thì gửi tới gửi lui thì nó cũng kỳ. Cái cây cắt đuôi chuột của chú anh chị. Thì cái cây cắt đuôi chuột này thì chiều cao thì bao cỡ 1 tấc 2 tới 1 tấc rưỡi nha cô chú anh chị. Từ 1 tấc 2 ăn lên nữa tới 1 tấc rưỡi tùy theo cây. Thì cái này một cây là 20 ngàn. Với đơn hàng 300 ngàn thì em cháu cũng bao ship. Cô chú anh chị nào mua đơn hàng 50 cây thì em cháu cũng tặng cho thuốc kích rễ. Thì cô chú anh chị vừa qua thì em cháu cũng còn cái kia. Thì qua hai cái mặt hàng của mai cắt đuôi chuột thì chưa cắt đuôi chuột cô chú anh chị. Thì hôm nay em cháu cũng qua đây giới thiệu cho chú anh chị về cái mặt hàng cây. Thì cái cây này một cây thì chiều cao hơn gan của chú anh chị, cây nào cũng vậy hết. Có cây thì cỡ gan rưỡi luôn á. Thì cái cây này, cây cắt đuôi chuột này thì cô chú anh chị mua 15 cây 300 ngàn em cháu bao ship. Mua 50 cây thì em cháu tặng cho thuốc kích rễ của chú anh chị. Một cây thì tầm cỡ hơn gan của chú chị, tức là tầm khoảng 2 tấc. Thì vừa qua em cháu cũng giới thiệu mặt hàng mai sữa rễ và thăm lại cái cây mai mà em cháu làm rễ cách đây 2 tháng của chú anh chị. Và một số cây con giống cắt đuôi chuột thì chưa cắt đuôi chuột. Thì cái thời lượng video đến đây nó cũng tạm dài, thì em cháu cũng xin kết thúc. Và trước khi dứt lời trong video, em cháu cũng xin mến chúc chú quý cô chú anh chị được thật nhiều sức khỏe và luôn luôn gặp được nhiều thật nhiều mặt thật nhiều may mắn. Dạ em cháu xin chào và hẹn kéo sau của chú chị. Dạ rồi quý cô chú anh chị ơi,
Thì hôm nay chú Đen có làm lại cái cây mai mà chú Đen đã làm rễ cách đây khoảng 2 tháng ha. Cạnh đó chú Đen có giao lưu là 8 cặp mai sữa rễ và cây con giống sườn nu Singapore. Dạ rất mong quý cô chú anh chị và các bạn ủng hộ cho chú Đen ạ. Dạ toàn cũng không quên lời cảm ơn gửi đến tất cả quý cô chú anh chị và các bạn đã ủng hộ cho chú Đen những clip vừa qua. Dạ toàn cũng rất mong quý cô chú anh chị và các bạn ủng hộ cho chú Đen là clip tiếp theo. Dạ toàn cũng xin chân thành cảm ơn rất là nhiều ạ. Trước khi dứt lời, toàn cũng xin mến chúc quý cô chú anh chị và các bạn gần xa trên mọi miền đất nước luôn luôn được nhiều sức khỏe và gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống cũng như công việc ạ. Có quý cô chú anh chị và các bạn nào thấy video của toàn thấy hay và hữu ích đó, thì hãy xem xong cho toàn một like và một đăng ký và một chia sẻ để ủng hộ tinh thần và động lực cho toàn, để toàn có tinh thần ở những video tiếp theo sẽ hay hơn. Và còn bây giờ thì bye bye.